Thủ tướng Úc Tony Abbott đã cảnh báo hội nghị thượng đỉnh về khí hậu diễn ra tại Paris vào năm sau có thể sẽ thất bại nếu các lãnh đạo thế giới cắt giảm khí thải mà phải trả giá bằng sự tác động đến thị trường việc làm. Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc họp thượng đỉnh G20 diễn ra ở Úc đã kiên quyết đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu, mặc dù ông cũng cảnh báo nguy cơ điều đó sẽ khiến cho nước chủ nhà nổi giận. Năm sau, Paris sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu toàn cầu, và có vẻ như Thủ tướng Úc vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc. Ông Abbott trong cuộc họp với Tổng thống Pháp vẫn ưu tiên vấn đề làm thế nào để nền kinh tế toàn cầu vượt qua thách thức hiện nay. Đây là điều quan trọng đặc biệt đối với thành công của hội nghị ở Paris, là để có được thành công, chúng ta không thể theo đuổi những mục tiêu cải thiện môi trường mà coi nhẹ phát triển kinh tế. Chúng ta không thể giảm khí thải mà phải trả giá bằng vấn đề việc làm. Hội nghị sẽ thất bại nếu như đó là điều chúng ta muốn làm. Đối với một quốc gia có ngành công nghiệp khai khoáng tầm cỡ như Úc, thì thật dễ hiểu vì sao đây là một trong những nước có lượng khí thải carbon trên đầu người lớn nhất thế giới. Úc đã đạt mục tiêu giảm 5% lượng khí thải vào năm 2020 so với năm 2000. Nhưng chính phủ nước này vẫn không có kế hoạch đóng góp gì cho quỹ khí hậu xanh toàn cầu, trong khi rất nhiều nước nghĩ Úc nên làm như vậy. Trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande, người đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề kinh tế khó khăn tại Pháp, thì lại ủng hộ một thỏa thuận mới về vấn đề khí thải. Ông muốn thỏa thuận đó liên kết với một quỹ của Liên Hợp Quốc nhằm giúp đỡ các quốc gia nghèo đối mặt với tình trạng trái đất nóng lên. Các nước mới nổi dễ bị tác động khi tham gia vào sự tăng trưởng toàn cầu. Chúng ta phải ở bên họ và ủng hộ họ. Việc thiếu thống nhất của các lãnh đạo đặt ra thách thức cho các nhà hoạt động môi trường và làm thất vọng cả giới doanh nghiệp. Hội nghị G20 kết thúc với lời kêu gọi hành động mạnh mẽ và hiệu quả để đối phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được một thỏa thuận chính thức tại Paris vào năm sau. Tuy nhiên, điều đó có thể còn phụ thuộc vào việc kinh tế thế giới khi đó sẽ như thế nào.